Dạo này có người nhắn vài câu, nói gần đây mẹ hay bệnh đâu. Có đôi chút thời gian thì gọi để hỏi xem tình hình ra sao. Bước một chốc tôi đứng lặng thinh, mắt thầy khoe cứ ngắm dòng tin. Có phải chăng đã quá lâu rồi, tôi chỉ biết lo gần mình. Chỉ nói đôi ba lời vu vơ rồi thôi.